Rồi, chào anh em, tiếp tục thì hôm nay anh em hỏi em ủa sao lúc này không thấy em lên lo kéo thì em up cái bên kia nha. Hôm nay anh em hỏi thì sẵn hôm nay em đang ráp một cái con cho anh khách ở Đồng Nai ha. Anh khách ráp một con 2 bát 50 đôi nha. Một con men cao full 800 W một kênh ha, con quan số của DB mic cao 4000 ha, cùng với một cái con màn hình Tomco 2 men màu đen nữa ha. Màn hình thì em chưa có ráp lên. Thì đã giao cho anh sẽ ráp lên rồi ráp lên luôn nha. Bây giờ em test ha, thì máy đã ráp lên hoàn chỉnh nè. Bát 50 con 76 từ 190 em nha. Thì hàng này tép là tép neo 450, hàng này là hàng đặc chất lượng, không phải giống như là cái hàng trôi nổi. Em mới ví dụ chơi chơi anh em ha. Một cái con vang số thường với là con mít ở ngoài thôi, giá nó tầm 2 món nó có 3 triệu thôi. Một con mít này đã hết 3 triệu rồi. Anh em cứ nghĩ như thế ha. Chưa nói là họ xài mít rẻ vang rẻ thì cái vang nó có 1 triệu, mít có 1 triệu à. Nó không có chất lượng được đâu, không có bền. Anh em lưu ý, ở đây là hàng công ty hết. Carphone là một cái thương hiệu do chính thằng Intech của Việt Nam, nó là nhà phân phối chính thức của miền Nam của DB. Người ta những phần nhập khẩu về nguyên con. Bán nên nó rất là chất lượng. Chuẩn nó giống như DB mà mang thương hiệu của Carphone thôi. Đó. Cho nên yên tâm, bảo hành là 12 tháng đầy đủ hết ha. Mít đây, tai mít hợp khách đầy đủ, ngày mai giao là đầy đủ hết. Rồi, tặng kèm cho anh khách luôn cái ổ điện nha. Đó, cho anh hết buồn luôn, tặng luôn cái ổ điện luôn nha. Sáng em nói em không tặng nha, tặng luôn cho anh ổ điện luôn. Đó, chỉ việc ổ điện là ổ điện xịn ha, có cổng USB để cắm cài điện thoại thêm. Dây dài 5m hàng chất lượng, mua này em để em xài đó. Rồi em tặng luôn, đúng là trong cái con 3 bát em có tặng, còn con này là em không tặng ha. Rồi, có remote. Ở đây thì em xài cài 4 cái mode sẵn. Chế độ thứ nhất là chế độ eco reward vừa phải, chế độ thứ hai là eco nhiều, thứ ba là reward nhiều eco ít, và thứ tư là reward nhiều. Đó, 4 cái mode đầu thôi. Đó, cho anh khách chọn lựa ha. Rồi cái thứ hai là micro chống hú. Thì trung bình ta đứng hát thì phải từ 3 đến 5 mét, mở càng lớn thì lúc nào đứng càng xa. Anh em lưu ý ha. Mic thì đang mở đây nè. Rồi, mic thì đã cắt hú ok, nhưng mà anh em lưu ý ha. Mình để chống hú là giảm tối thiểu cái hú. Ví dụ anh em để như vậy, kế bên nó không hú. Nè, tiếng em nói còn vô nha. Anh em thấy không? Đó, vô luôn nha. Tiếng em nói cách xa đầu một khúc luôn mà vẫn còn vô. Anh em đừng có quay cái micro nè. Tắt ngay đi. Đừng có quay micro vô vậy, ngay cái chép, ngay cái bát vậy. Bát thì nó hú ở tần số bát, mà để ngay chép nó hú tử chép, nó đứt chép. Nha, đừng có để vô, người ta quay vậy nè. Ví dụ ca sĩ ta hát đây, khoảng cách đây mới có 2,5 mét à, 1, 2, 3, 4, 5, 2,5 mét đó, đứng dậy hát sao hú được. Thậm chí dậy mở micro lên nè cũng không hú nữa, đi ra nè, thấy chưa, đó là chống hú rồi, ok không? Còn ví dụ như chúng ta đứng ra đây là 2 mét đó, đây là gần 5 mét rồi, ok không? Rất là lớn nha, khủng khiếp lớn luôn á. Không có đem ra, để trong ra cửa vậy nè, test luôn rồi xe lắp đó, ok nha. Thì anh khách đặt nguyên cái bộ này với cái màn hình đó là 27 triệu nha, báo giá cho anh em luôn. Còn anh em mà không lấy màn hình, chúng ta sẽ từ tiền cái màn hình ra. Còn anh em muốn đặt là tầm 15 triệu em đã làm được rồi, chứ thấp nữa em không dám nhận anh em nha. Thấp nữa em không dám nhận vì cái đồ chất lượng nó giảm xuống quá nhiều nha. Một hay sâu tiền đấy liên. Bây giờ em sẽ đổi cái chế độ anh em nghe nha. Ví dụ qua mod số 2 nè, nó chuyển ha, nó ok ha. 1, 2, 2, 2, 2. Echo nhiều đó, nghe echo nhiều chưa. Rồi mod số 3 nè, 1, 2 reverb nhiều ha, đó reverb nhiều. Số 4 nè, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Echo nhiều nhanh và điện vật nhiều nhanh đó. Thường thì mình sẽ để chế độ M1 ha, ok chưa. Đó, rồi để cho 1 thì nó sẽ music nó về 1, ta nhấn cái volume lớn cái nữa anh em. Ở đây là đang để cái bluetooth bắt với điện thoại nè. Còn anh em muốn chuyển cổng gì chúng ta cho bấm nút input nè, nó sẽ chuyển cho này, ok chưa. Rồi nếu mà tắt á, rồi em đang tắt cái điện thoại không có nhạc hát, thì chúng ta có thể không cần nhỏ volume này
cắt xuống cái gạch nó cũng không có kêu tiếng nữa nha. Nhưng mà anh em để mà nhạc hát á, để mà nhạc đang hát như thế này á, nè nhạc đang hát như thế này á, thì anh em lưu ý tắt còn nhạc á là chúng ta phải nhỏ volume rồi chúng ta mới tắt. Còn nếu mà tớp nhạc rồi á là không bao giờ kêu cái bập, mặc dù anh em để volume đó ha. Đó, tắt nhạc đi, tắt không có cái bập nào hết. Nhưng mà anh em nè, làm thử cho anh em cái nè, anh em coi mà để nhạc và tắt làm cái bập liền không được nha. Đó, giờ nhạc nhỏ lại xíu cho nó đỡ, anh em dễ nghe nè. Con này nó rất là êm, nó cắt 3 giây ha, anh em thấy không, đâu làm cái bập đâu. Đó là hạn chế tối đa và mức volume anh em nên để ở khoảng 3 giờ ha. Rồi chúng ta trên remote nè, nó có lớn nhỏ nhạc nè, lớn nhỏ mic nè, lớn nhỏ effect nè. Đó, đầy đủ hết ha. Nó ok hết, nó chỉnh gần như là chi tiết trên đây luôn. Đó, kèm theo 20 mic, hộp sách đầy đủ hoàng giao phía trước. Đó. Rồi bây giờ em sẽ hát đoạn ha, test à, trước khi ngày mai lên đường giao về Đồng Nai cho anh khách nha. Đó, anh em có nhu cầu đặt thì cứ alo cho em. Đồ này em cũng thiếu, nằm bên kho nhiều mà, tại ít có quay qua cái kênh này thôi. Giờ làm quay cái clip này em up 2 kênh luôn nha. Làm bài quen thuộc anh em, hát giỏi cho nên hát bài quen thôi chứ không dám hát bài lạ. Hát bài lạ hát đuối. Mong anh em thông cảm nha, em thì hát giỏi chủ yếu là test máy cho anh em thôi. Trong cái màn hình em sẽ cài luôn cái phần mềm YouTube không quảng cáo cho anh chơi luôn nha. Đây, remote nè, lớn nhạc nè. Nhấp nhấp đó. Còn ta không lớn remote đây, nút nhạc đây, nhấn lên. Rồi, cầm micro đi thôi. Lòng người là được thấy rồi ngày khác.
đừng có alo cho em thôi nha, chứ mai không có nha, em đầy đủ hết anh em nha. Liên khúc và rumba ha. Combo của anh khách đặt với em á là luôn con loa và cái màn hình là 27 triệu ha. Anh em mà có nhu cầu cứ alo cho em và liên hệ cho em để có cái cấu hình chi tiết và có mức giá tốt nhất ha, có thể với hàng ráp cao cấp ha. Ráp cao cấp là sao anh em? Phụ kiện, linh kiện ráp, cái ba thớt này toàn đồ hãng nè. Bát, mặc dù bát là bát China nhưng vẫn là đồ xịn, đồ hãng ha. Trép là trép neo chứ không phải trép thường. Ví dụ như bây giờ anh em ha, cái con này mà xuống giá em làm cái trép thường 450 thường đít nhôm rồi CF thôi là nó rẻ hơn lực đã gần cả triệu rồi ha. Bát thì vẫn là con 76 tượng 109 ha, nhưng mà 76 tượng 109 giá bao nhiêu ha, nó nhiều thứ lắm. Nói em phân tích cái bát Nexo cho anh em thôi. Cái bát rồi CF đít lồi gân xanh, đít xanh chỉ xanh á. Nó một mình nó không tới 3 loại rồi. Anh em có biết loại nào được không? Không. Đấy. Cái nào làm việc phải rõ ràng anh em nha. Rồi, chào anh em nha. Anh em có nhu cầu đặt cái lo kéo thì cứ alo cho em nha. Chào anh em, chào các bác.